đây nhất là cái dao bụng này dính có chút xíu nè, ồ anh lắc luôn đây, ôi ôi coi nè, trời ơi dữ dằn. Mình chờ đợi anh Tài về, mình gặp cái anh này ngồi ở đây, mình hỏi ảnh coi đúng gì không mọi người. Dạ em chào anh. À, nghe nói anh Tài đây là có cái biệt tài là hút tất cả mọi thứ dính trên người phải không anh? Dạ. Hút bàn inox, dao inox, rồi các dụng lại dầu inox, sắt đâu là hút được hết. Trời ơi, hay dữ vậy. Bàn inox và bàn bự, bàn ăn mình bàn tròn á. Trời ơi, tầm bự luôn đó hả? Dạ, hút được. Dữ dằn hết trời. Nghe cái thấy phái quá, đợi anh về đây là biểu diễn coi. Dạ. Anh nhà gần ở đây hay gì? Nhà kế bên. À, kế bên ha. Rồi em cảm ơn anh rất nhiều nha. Dạ em đợi anh về. Đây là cái nhà của anh Tài nè. Mọi người ơi, thì hồi nãy mình có để anh Tài về để biểu diễn cho mọi người xem, nhưng mà do anh Tài bận công chuyện ở cửa hàng về không được, mình sẽ đi tới cái cửa hàng gặp ảnh luôn nè, rồi nhờ ảnh làm một số món cho mình xem nha. Dạ em chào anh. Chào. Tìm những số khả năng tự nhiên của tôi, chứ tôi nghĩ này không có gì gọi là tài năng hết á, cũng bình thường thôi, do mình tự mày có đó, chứ không có phải là mình luyện tập công phu gì, cho nên mình không có dám cho đó là tài năng. Nhưng mà các bạn từ ở Đồng Tháp xuống dưới đây rất là xa, mà cũng không có biết tôi, không hẹn trước, quá bất ngờ, cho nên bây giờ tạm thời có vài món nhỏ thì mình biểu diễn cho các bạn ha, để các bạn làm chương trình gì đó. Nhưng mà nếu mà có điều kiện á, thì mấy bạn hẹn trước á, thì mình sẽ có nhiều cái món hơn nữa, chứ không phải là có đọc hơn nữa anh ha. Dạ. Rồi. Có cái dịp nào mà rảnh cái em sẽ hẹn anh Tài trước cho mình chuẩn bị cho tại nó chu đáo ha. Bất ngờ là bạn không biết số điện thoại của tôi. Dạ. Mà tuyệt, bạn ngồi nhà tôi cũng hay đó. Dạ. Ngồi cả tiếng mấy đồng hồ luôn. Mà xuống tới nhà tôi được là cũng hay lắm. Rồi bây giờ mình để anh Tài cho em hỏi tí thôi. Rồi mình mà cái khả năng mình có thể thích được tất cả các đồ vật là mình có lâu chưa hay là mới đây anh? Không phải tất cả đâu, thì cũng được 7-8 món vậy đó. Yeah. Thì cái này thì nó không biết mình có lâu chưa, phát hiện là năm 2005 tới nay á. Ở trước đó thì mình không biết, tại vì mình đã 4 năm. 14 năm. Rồi, tự nhiên là mình phát hiện ra luôn không? Thì cũng tình cờ vậy đó, thì cũng đứng cạnh dao rồi cũng sắp gọt rồi cũng thử thái mái rồi để lên người sao sao mình thành định vô chơi đó, đó. Okay. Thì cái đúng đó không? Là mình mới thử những con dao bự hơn rồi inox rồi những cái món khác, là thấy nó cũng dính vô người mình. Dạ. Hiện giờ cũng khoảng 8-9 món như đó. Dạ. Vậy là những cái món nào mà mình thích được anh kể nha? Thì thủy tinh nè, inox nè, sắt nè, gỗ rồi gạch men, gạch đá kim đá hoa cương, đá hoa cương rồi đá mài dao cũng dính luôn, đá mài dao rồi mổ. Vậy là dường như anh là hỗn hợp hết rồi, thích được hết rồi đó. Thì cũng tất cả các loại kim loại đồ mũ được hết luôn rồi. Tại vì em thấy một số người ta có tài năng, ví dụ người ta chỉ thích sắt không. Cái này nói tài năng cũng có gì tài năng đâu. Cái này giống như cái khả năng đó, cái khả năng thấy em là khả năng. Số người hết sắt, còn anh em thấy hết là gạch đầu luôn, inox cũng lạ đó, cũng như được 7-8 món vậy đó. Dạ. Anh Tài là ở đây mình buôn bán buổi sáng này tới chiều tối mới về hay gì anh Tài? Thì cũng mình bán theo khách hàng, chứ khách hàng nghỉ thì mình nghỉ. Còn khách hàng mua là mình đã bán hoài luôn ha. Tại vì mình tự nhân mà, không phải nhà nước. Dạ. Mình làm có tới giờ nhất định đóng cửa mở cửa. Ở giờ mình vô chương trình đi ha. Dạ. Để khỏi mất thời gian của bà con. Dạ rồi đó. Rồi biểu diễn. Rồi khi biểu diễn thì xin phép mình Trần mới làm được ha. Rồi. Dạ dạ. Anh Tài ở Trần mới làm được hết mọi quạt cho mọi người xem nha mọi người. Bây giờ các bạn đứng ở đây quay ra đấy nha. Dạ. Khi mình hít á, thì phải khô ráo, người không có mồ hôi. Dạ. Nếu có mồ hôi thì nó có mồ hôi chắc có tuột ha. Có tuột, nó không có dính được, nó bị ướt nó mất. Rồi nhanh ra phụ lấy dao rồi đi lên dao được chứ. Dạ
có ướt có gì không? Rồi chứ. Có hai cái ấy cho mọi người nghe. Đó, đây là cái dao bằng inox thiệt nha mọi người. Dao thật á. Rồi. Dao. Dao này dao mới nè. Mới luôn. Rồi, giờ con để lên. Hay là mấy bạn muốn chính tay để lên hả? Rồi, để em để thử ra. Để lên đi ha. Rồi để. Để chỗ nào cũng được ha. Để nha. Trời ơi. Bạn phải để theo có cái xuôi. Có cái có cái mặt nó mà sát đó. Rồi để đi. Để đi, biết để đi. Qua. Wow. Như cho nó đụng nha. Điều quýnh cho nó cầm cạch nha, nó rớt. Quá ngọt. Ba cái dao nè mọi người thấy không? Ôi ôi. Mình đi làm di chuyển bình thường luôn à. Thì cái ảnh đi di chuyển luôn kìa. Đâu anh quay ngang lại cái anh Tài. Ờ quay ngang lại. Đó. Đây, nhất là cái dao bụng nè, dính có chút xíu nè. Nếu mà mình để vậy trong cái thời gian lâu nó vẫn hít luôn hay gì anh Tài? Tôi nghĩ thời gian càng lâu để nó càng hít mạnh hơn. Càng lâu càng hít vô nữa. Càng nhiều hơn. Đó giờ anh có thử chưa? Có thử cái nào mà mình để khoảng 5-10 phút hay là 20 phút luôn gì đó bình thường. Bình thường, vẫn hít hoài vậy luôn. Thôi ơi. Rồi bây giờ con lấy cái dưới ra đi, lấy cái dưới ra. Rồi bây giờ mình dịch ha, dịch. Để cho bạn dịch xuống thử nha. Dạ. Yeah. Em đang quay anh nhờ cái anh dịch xuống ha. Dịch mà đè vô. Dịch nó hết cứng ha. Kìa anh nghịch quá trời mạnh luôn. Giật luôn mau lắm. Có chừng nó trúng gần cổ anh. Rồi, cái nhỏ. Có trúng dạ. Rồi, hồi nãy làm hơi mạnh đây nó trúng lên chút. Trời không sao. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ tới chỉ tình đi ha. Anh Tài bắt đầu thử cái tấm kính thủy tinh nha mọi người. Đây cái tấm kính thủy tinh nè. Bằng tiếng nè. Lấy cái cầm bỏ lên thành ra mấy ký. Đó. Anh Tài yêu cầu là căng luôn. Chín ly gần một phần với mình ly đâu đâu ăn cân thấy coi 3 ký mấy à 3,5 ký gần 3 ký rồi 3 ký rưỡi trời ơi nặng á ô 7 ký không vậy là tầm gần 7 ký à gần 7 ký dạ được là cả như 7 ký đi ô chắc bạn cũng giật xuống như cái kia bình thường ha đâu em giật thử coi nào giật mà nào giật, ơi, giật vô quá giật vô nè hít quá hít luôn à giật vô quá ha giật mà giật vô ra thì nó sẽ chóc ra à, lấy ra lúc nào lấy ra lấy ra mà không được là nó dính mình luôn chết luôn à ha mình rồi rồi chóc vô bụng rồi rồi anh quay ngang theo cái chiều máy giùm em ờ quay đứng ngang vậy nè đó mọi người thấy không cái tấm kính này hồi nãy là 3,5 ký nè lên ngực ha đó để đâu hết đó để đâu dính đó thiệt em như cũng thích vậy à rồi giờ mình dập xuống cửa cho mấy anh coi trời ơi hết cứng rồi mình dập theo cái chiều xuôi xuống á thì nó cứng nha mình nghĩ ra y như mình dập vậy nha rồi để ra để 2 miếng nhỏ lên cho lấy ra rồi ha đừng có cho nó đụng rồi trước nha và wow, để nhẹ vô là hít để nhẹ vô là hít đó cái tấm này để nhẹ vô hít nữa nè đó, anh di chuyển nhẹ nhẹ được không anh rồi ồ anh lắc luôn đây quá lạ quá kỳ hay thiệt từ hai bảo quay hồi nãy giờ là inox nè rồi thủy tinh nè là anh làm được hết trơn rồi rồi giờ tờ đá đi trong lúc anh làm như gì á anh có cũng giống như là ta gọi là dẫn khí hay là cái làm cái gì đó để cho đúng không bình thường ví dụ như mà điều à ví dụ như mình đang để giật lên người mình á dạ. Thì hạn chế nói chuyện lại một chút thôi à nó là mình tập trung mình lấy hơi lấy cái... không có lấy hơi bình thường nhưng mà không có cho mình nói chuyện nhiều nó sẽ cử động cái bụng với cử động con người của mình đúng rồi dạ dạ
tới cái gì anh Tài? Nhưng mà vẫn nói chuyện được mà đừng có nói nhiều quá. Dạ. À tới này nè. Trời trời trời. Cái miếng này đó hả? Ừ. Thằng ơi. Cái miếng này bao nhiêu ký? Rồi khiên thử coi. Lên nha, nặng thiệt chứ. Trời ơi. 40 mấy ký à Nghĩa? Bây giờ bạn đưa 42 ký. Trời ơi, tấm đá. Đây là tấm tấm đá Hoa Cương. Đây đây có cái số nè, có cái số 42 ký nè mọi người. Quay quay. Đó. Quay cái số cho nó. 2 ký. 42 ký. Được không? À, lên. Lên cao lên. Qua. Wow. Nghe giữa chưa? Nghe chưa, nghe giữa chưa anh? Xích xích qua Nghĩa chút xíu. Xích quen phải không? Ờ, xích qua vậy chút xíu. Vậy vậy nhắc anh đi, xích qua lại đi. Rồi. Nhưng nó đều mới được. Canh đều chứ anh á. Rồi, đều rồi đó. Xíu qua em tí đi. Không, không, được rồi. Được rồi đó. Rồi. Rồi. Bồn đi, con bồn mình nhanh, bồn đi. Con bồn rồi đó. Em bồn nha. Rồi, bồn đi. Bồn nhẹ nhẹ từ từ thôi. Cứ buồn thoải mái. Rồi. Ai 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 này. Không sao. Không có hết đâu. Dạ. Rồi, tránh ra đi nhỉ. Ôi ôi. Có nè. Ôi ơi. Dữ dằn. Rồi bây giờ gạch đi, gạch xuống đi. Gạch gạch. Gạch xuống như nãy hay. Hai người gạch. Gạch mà gạch mạnh tại vô nha, gạch vô. Đó, nhắn nhắn luôn. Gạch đi nhanh. Gạch nó ăn nhúng thiệt luôn đó. Trời ơi, hết không gớt luôn. Quá trời luôn, cái lực của ảnh cũng chịu mạnh thiệt chứ. Hết cái hết cái tấm đá Hoa Cương này 42 kg nha mọi người. Gạch nói chung là gạch không ga đó. Nặng á, gạch xuống nha, bệnh nặng. Rồi cái sức chịu đựng của anh cũng hay chứ, 42 kg chịu đựng. Hai thằng kinh muốn xỉu. Hai thằng kinh muốn không nổi kìa. Rồi qua phần biểu diễn hồi nãy giờ em thấy là anh rất là hay. À, em cảm ơn anh rất là nhiều đã biểu diễn cho mọi người cùng xem ha anh Tài. Hy vọng mình gặp nhau lần khác nó có điều kiện mình. Nếu có dịp mà lại ngay nhà anh thì anh sẽ có đủ dụng cụ và nhiều món nữa. Rồi em sẽ có sắp xếp công việc để có gì em liên hệ anh trước để anh sắp xếp được thì ghé tại nhà anh để anh biểu diễn được nhiều món cho mọi người xem hấp dẫn hơn nữa. Rồi em cảm ơn anh rất là nhiều nha anh Tài. Em chúc anh nhiều sức khỏe và buôn may bán đất ha. Rồi, cảm ơn. Dạ, em chào anh, chào mọi người.